vuốt nhẹ nhàng nào. Nào cô dạy vuốt. Vuốt như này, vuốt nhẹ đầu thôi. Ôi, ở đấy, đúng rồi. Vuốt nhẹ thôi. Không, bạn mèo không điên. Nào vuốt lại nào. Đúng rồi, mèo đang buồn ngủ mà. Em vuốt mèo đi. Ôi dồi. Em gãi mũi nào, em gãi mũi. Đấy, em gãi mũi như này đi. Đúng rồi. Em ngủ. Gãi mũi cho mèo ngủ nào. Đúng rồi. Ôi dồi ơi, mình gãi nó ngủ được tí, nó cười thế, nó dậy mất sao nào. Gãi nhẹ nhàng nào. Nào, ngửa mặt lên. Không cúi thế. Nào, em vuốt đầu đi. Em vuốt đầu mèo nào. Ôi dồi ôi. Vuốt mèo mắt trợn ngược lên vậy nào. Thôi, nhẹ thôi. Thấy chưa? Em gãi mũi cho mèo đi. Đúng rồi, đây là gì? Đây là tai này. Quay đây sâu. Đây là gì? Đúng rồi, đây là gì? Đúng rồi. Đây là gì? Đây là tay con mèo. Đúng rồi nào. Con mèo quay lại. Con mèo. Sao vuốt mèo? Con mèo nó quay đầu năm cái đuôi nó năm vẫy gãy năm vẫy chào đi à. Nói gì vậy bông? Cái đuôi của nó năm vẫy chào. Nó vừa đuôi nó. Thôi rồi ôi. Đấy. Đấy, nhấn cái đuôi. Đánh em.